Xin chào tất cả bạn, mình là Sơn. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về thuật toán AKT. Đó là một trong những thuật toán tìm kiếm ưu tiên tối ưu. Ở những video trước mình đã trình bày một số thuật toán tương tự như vậy, như là AT chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ trình bày cho bạn thuật toán AKT. Và tài liệu cũng như là một số đề thi hay là rất nhiều thứ khác mình đã đăng ở trong một cái group. Các bạn có thể tham gia để trao đổi học tập cũng như là download tài liệu. Ok. Ngoài ra thì mình sẽ trình bày một cái thuật toán. Đây là thuật toán AKT mình lấy ở trong một quyển giáo trình trí tuệ nhân tạo. Và cái thuật toán này thì các bạn nhìn vào đây, tác giả đã viết bằng mã giả, nó rất là khó hiểu. Vậy nên là mình sẽ trình bày nó và áp dụng nó thẳng vào trong một cái bài tập. Mình sẽ đưa ra một cái bài tập gọi là trò chơi 8 số, hay còn gọi là bài toán n bình trừ một số. Với bài toán này thì đây là n bằng 3 thì chúng ta đã có 9, đúng không? 9 trừ 1 thì bằng 8, thì người ta gọi là trò chơi 8 số. Chúng ta có hai trạng thái, đó là trạng thái đầu và trạng thái đích. Chúng ta cần sắp xếp các con số ở trạng thái đầu sao cho nó biến thành trạng thái đích, giống như thế này. Các con số ở đây được sắp xếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó rất là theo thứ tự, theo kiểu xoắn ốc. Được chưa? Còn đây thì nó rất là lộn xộn. Và tư tưởng chính của thuật toán này như sau. Chúng ta sẽ có một cái hàm đánh giá, mình sẽ gọi nó là hàm F. Cái hàm F này, nó sẽ, ví dụ như ở bài này mình sẽ gọi cái hàm F này chính là giá trị ở trong cái ô tròn này. Được chưa? Hàm F, giá trị của hàm F ở đây. Ban đầu các bạn chưa cần hiểu hàm F là gì, tí nữa mình sẽ trình bày chi tiết khi mà mình áp dụng chạy từng tí một trong cái bài này. Đầu tiên chúng ta có trạng thái ban đầu, đúng không? Là hàm F bằng 4. Vậy khi mà chúng ta có các cái phép biến đổi nào? Chúng ta có 3 phép biến đổi. Thứ nhất là cái ô vuông ở đây này. Chúng ta có thể đi sang bên trái, đi sang bên phải, hoặc là đi lên, đúng không? Như vậy chúng ta có 3 phép biến đổi tương đương với 3 phép biến đổi ở đây, 1, 2 và 3. Được chưa? Thì với mỗi phép biến đổi này thì chúng ta lại đánh giá một lần. Ở cái phép biến đổi thứ nhất chúng ta có hàm F bằng 6, ở biến đổi thứ hai hàm F bằng 4, và biến đổi thứ ba hàm F bằng 6. Theo thuật toán tìm kiếm ưu tiên tối ưu thì chúng ta sẽ tìm cái nhỏ nhất, đó là cái 4, và triển khai tiếp tục cái 4 này. Nó sẽ có 5, 5 và 6. Chúng ta lại cứ tiếp tục triển khai như vậy, cứ chọn cái nhỏ nhất mà triển khai. Ok, chúng ta sẽ triển khai lần lượt như vậy. Và như vậy là các bạn nhìn thấy là đây là 5 này, 5 này, 6 đúng không? Thì có hai cái 5 bằng nhau, chúng ta lấy cái nào cũng được. Ở đây bài tập này người ta lấy cái 5 này. Chưa? 5 này thì nó sẽ đi đến một cái nhánh rất là vô hạn, rất là nhiều thứ khác. Nhưng mà cái nhánh này này, nó sẽ ra là 7 này, 5, 6. Chúng ta lại chọn cái 5 để mà đi. Chưa? Nó sẽ chọn cái nhánh này trước này, chứ có phải là ra 6 với 7 đúng không? Đây 6 với 7 này. 7, cái thằng 7 này là của cái thằng này nhá. Thì nó rất là lớn thì nó lại quay lại cái thằng nhỏ nhất là thằng 5 này, nó triển khai tiếp. Và cuối cùng thì nó được cái đích. Ở đây thì mình sẽ trình bày chi tiết, ý tưởng chung là như vậy, và bây giờ mình trình bày chi tiết nó cho các bạn xem. Ok, thì các bạn cần phải nhìn vào thuật toán này. Các bạn thấy có hàm F và hàm G hay là hàm H, thì chúng ta sẽ có giải thích cho một chút. Đấy là hàm F là gì, G là gì và H là gì. Tập mở là tập các đỉnh mà chúng ta đang xét. Chưa? Hay là các cái trạng thái mà chúng ta đang xét. Còn tập H đó là chi phí đi từ cái vị trí hiện tại tới đích là như thế nào. Có nghĩa là các bạn chi phí, ví dụ vị trí hiện tại chúng ta đang ở đây đúng không, mình sẽ vẽ một chút. Đây chúng ta có cái trục số như thế này, đây là đích, chờ đây là đích, và chúng ta bắt đầu từ vạch xuất phát ở đây. Chúng ta đang chạy một cái quãng đường đến giữa đường này chẳng hạn, thì cái khoảng cách từ đầu này này đến cái vị trí hiện tại mà chúng ta đang đứng thì chúng ta gọi đây là hàm
Hàm G có nghĩa là chi phí từ đầu đến vị trí hiện tại. Còn cái chi phí mà từ từ đây này đến F à đến đến đích này thì người ta gọi là hàm H. Đây là chi phí từ cái vị trí này, vị trí hiện tại đến đích, người ta gọi là hàm H. Hàm F là hàm đánh giá thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng G cộng với H. Thì giờ đây là hai hàm. Ok. Và đấy là tư tưởng chính nhá. Chúng ta sẽ chọn cái F nào mà nhỏ nhất. Giống như đây này, các con số này chính là cái F đấy. Chọn cái nhỏ nhất và triển khai. Thì đây mình sẽ làm nó như sau. Gặp một cái bài tập như vậy thì các bạn gặp một cái bài tập mà người ta cho cái đề. Ở đây mình sẽ có một cái đề đây này. Ví dụ như cái đề này này, nó cho là áp dụng tìm kiếm với tri thức bổ sung để giải bài toán sau. Câu 2 điểm đấy, câu 1. Thì các bạn, đề nó sẽ cho hai cái ô vuông trạng thái đầu và trạng thái đích. Thì chúng ta sẽ gặp cái bài này như thế thì chúng ta sẽ phải trình bày như thế nào? Ok, mình sẽ lấy cái ảnh. Đây, thì chúng ta sẽ cần phải vẽ được cái hình này ra. Được chưa? Nhưng mà chúng ta cần chi tiết hơn một chút. Ở đây ví dụ mình có cái hình này như hình ban đầu nhá. Đầu tiên chúng ta vẽ cái trạng thái ban đầu ra. Chờ đây là trạng thái ban đầu. Sau đó chúng ta tính hàm F. Tính hàm F nó giống như thuật toán không này. Tính F này đúng không? Đây tính F này bằng G cộng với H đúng không? G ban đầu bằng mấy? G ban đầu bằng 0 bởi vì là chúng ta đang ở vị trí xuất phát mà, thì đương nhiên là chi phí từ vị trí xuất phát đến vị trí xuất phát thì nó sẽ bằng 0. Ok. Hàm H thì sao? Hàm H là từ vị trí chúng ta đang đứng đến đích đúng không? Vậy chúng ta xem là từ vị trí chúng ta đang đứng đến đích là bằng bao nhiêu mà ở đây lại ra 4 được đúng không? Chúng ta có F bằng 0 là chính là hàm G đấy. Cộng với H đúng không? H ở đây là vị trí hiện tại đến đích. Đích ở đâu? Đích ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng không? Các bạn nhìn xem cái ô nào nó khác vị trí đích. Ô 2 này đáng lẽ phải là 1 đúng không? Như vậy là 1 cái này. Ô 8 này cũng sai đúng không? Như vậy là 2 cái này chúng ta cần phải sửa 2 cái. Ô 1 này nó cũng sai, phải 3 cái. 6 này nó cũng sai, vậy là 4 cái. Chúng ta chỉ có những cái nào đúng. Chúng ta có 3, 4, 5 này và 7 đúng không? Nhìn này, 3, 4, 5 và 7 đúng không? Như vậy là chúng ta có 4 ô sai này. Thì như vậy là H bằng 4. Bằng 4. Vậy hàm F này có giá trị bằng 4. Các bạn nhìn thấy 4 ở đây chưa đúng không? Ok, một vấn đề. Hàm F hiện tại là bằng 4. Các bạn lại tiếp tục xem nào. Ở đây chúng ta có 3 nhánh. Bởi vì là chúng ta có 3 toán tử, đó là chúng ta có 4 toán tử nhưng mà chúng ta thực hiện được, ở đây chúng ta chỉ thực hiện được 3 phép thôi, bởi vì là ở đây là biên rồi nhá. Thì chúng ta chỉ có thể sang bên này. Cái ô này di chuyển sang bên này hoặc cái ô này di chuyển lên trên thôi đúng không? Vậy thì từ cái ô này ấy di chuyển sang bên này thì chúng ta sẽ được cái trường hợp này. Đây mình gọi đây là 1. Di chuyển sang lên trên thì là 2 và di chuyển sang ngang là 3. Chưa? Đối với trường hợp 1 thì sao? Thì nó sẽ được cái khi mà chúng ta di chuyển cái ô đen này sang đúng không? Thì ô 7 nó sẽ sang thì nó sẽ được một cái trạng thái mới là như thế này. Và cái trạng thái mới này thì mình sẽ lại áp dụng nguyên cái công thức tính F để mình tính ra F nó bằng 6. Tại sao mình tính F được bằng 6? Bởi vì ấy, là chúng ta di chuyển từ cái trạng thái này là trạng thái đầu tiên này đến cái trạng thái này ấy, thì chúng ta cần di chuyển mấy lần? Chúng ta cần di chuyển cái ô đen đen này 1 lần đúng không? Như vậy là chi phí của chúng ta mất là 1. Như vậy hàm F ở cái chỗ này nó sẽ bằng, thứ nhất là G là 1 này, chưa? Cộng với H là từ vị trí hiện tại, H là từ vị trí hiện tại đến đích. Từ vị trí hiện tại đến đích là bao nhiêu? Từ vị trí hiện tại đến đích thì chúng ta xem có mấy ô khác nhá. Một ô khác này, hai ô khác, ba ô khác, bốn ô khác, 1, 2, 3, 4, 5. Đây phải là 6. Như vậy là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 ô khác. Cộng với 5. 1 này là số, cái hàm G là số lần chúng ta di chuyển. Chúng ta di chuyển 1 lần nhá. Có phải đúng không? Chúng ta di chuyển 1 lần từ đây sang bên này đúng không? Thì như vậy là G bằng 1 cộng với 5. Như vậy là bằng 6. Ok, đây là 6 chưa? Đó. Như vậy là hàm F ở đây là bằng 6. Chúng ta được con số 6. Tiếp tục, chúng ta lại làm tương tự như vậy với cái này. Chúng ta có ở đây này,
chúng ta có di chuyển lên trên thì như vậy là g cũng bằng bằng một, mình sẽ viết ra tạm ra đâu đó một chút, đây viết ra đây, một là g bằng một cộng với h. Chúng ta thấy là cái này sai này, cái này sai này, cái này sai này, là 3 đúng không, cộng với 1 là 4, à đâu, 3 cộng với 3 cộng với 1 ở đây là 4, cộng 3 này thì chính là bằng bằng 4 chưa, 4. Thì các bạn cần đi thi thì các bạn cần trình bày nó rõ hơn một chút, đó là các bạn viết là ở đây này, các bạn viết cạnh một cái này, các bạn viết là mình cho chữ nhỏ đi một chút để cho nó dễ viết, các bạn phải viết là hàm g chính là bằng ở đây là bằng 1 h, cái hàm h ấy bằng bằng 5 mà f thì bằng g cộng với h và bằng bằng 6. Các bạn cần phải viết như vậy ở với mỗi cái này nhá, với mỗi cái này. Cái nào các bạn cũng phải viết như thế, nhưng mà tránh mất thời gian thì mình sẽ không viết mà mình sẽ lấy luôn kết quả này tính luôn. Các bạn cần phải viết ra như này khi mà đi thi ở bên cạnh của câu ô này. Và đó, tiếp tục thì chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy với cái bài đây, với cái ô này. Khi mà chúng ta sang bên 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 sang số 5 này này thì sẽ được cái gì? Thì chúng ta sẽ được là g vẫn bằng 1 mà h thì bằng h. Chúng ta có mấy ô khác nào? Ở đây mình sẽ có một ô khác, hai ô khác, ba ô khác, 1 2 3 4. 4 ô khác. 5 1 2 3 4 này, 5 này, 6 7, ô 7 này đúng. 5 ô khác và di chuyển một bước ở đây nữa. Thế nên là chúng ta sẽ có bằng 6. Ok, như vậy đúng. Và chúng ta có 6 này, 4 6. Chúng ta chọn cái nhỏ nhất chúng ta đi. Cái nhỏ nhất ở đây đó là 4 đúng không? Thì chúng ta sẽ triển khai tiếp cái 4 này. Chúng ta triển khai tiếp cái 4 này thì lúc này cái ô này đang ở đây nhá. Chờ, chúng ta có 4 cách để đi. Chúng ta có 3 cách để đi thôi, bởi vì nếu mà chúng ta đi trở về ấy, thì nó lại đi trở lại rồi, thì nó lại giống trạng thái ban đầu hồi không nói chuyện gì nữa rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có 3 cách đi, là đó là đi sang bên này, sang bên này và đi sang bên này. Cái đường này là không đi được, được chưa? Chúng ta đi sang bên bên tay trái thì có ô đây, bảy sang bên tay phải có ô đây, sang bên tay trái có ô đây, được chưa? Và chúng ta tính được cái trọng số cái hàm f này kiểu gì? Lúc này chúng ta biết là f đây, lúc này chúng ta có g bằng 2 rồi nhá. Tại sao có g bằng 2? Bởi vì chúng ta di chuyển so với vị trí đầu tiên này, đây là 1 này, chưa? Chúng ta lên đây là một phát này, cho chúng ta sang bên đây phát là 2. Thì như vậy là cái bài này nó sẽ có g bằng 2 này, đầu tiên nó đang ở đây đúng không? Lên một phát, lên đây phát, như vậy g bằng 2. H bằng mấy? Các bạn xem nó có bao nhiêu cái điểm khác. 1 này, 2 này, được chưa? 2 này, 3 này. Như vậy là h bằng bằng 3. Vậy chúng ta có cái giá trị là 5. Ok chưa? Những cái này các bạn cũng làm tương tự như vậy. Được chưa? Đến khi các bạn triển khai theo đây 5 này, đây 6 này. Các bạn thấy giá trị f của hai cái này bằng nhau đúng không? Thì các bạn triển khai theo cái nào cũng được. Ở đây mình sẽ triển khai theo cái này trước thì nó sẽ ra được một cái bằng 6 là cái này này, một cái bằng 7 chính là cái này này. Được chưa? Thì các bạn tìm xem những cái là min nhất trong đây có phải là 6, 7 đúng không? Nhưng mà ở trên đây chúng ta có một cái bằng 5 này thì chúng ta lại nhảy ngược lại, triển khai cái 5 này. Đó, lại triển khai cái 5 này đi. Được chưa? Triển khai cái 5 thì nó sẽ ra cái gì? Nó sẽ ra một cái bằng 5 này, một cái bằng 6 nữa này. Chứ chúng ta vẫn chọn cái nhỏ nhất. Thì đây các bạn nhìn thấy nó thuật toán nó sẽ tương đương như sau. Chúng ta sẽ get new, có nghĩa là lấy đỉnh n sao cho cái fl bằng min. Fl là cái gì? Fl chính là cái từng cái này này. Chưa? Fl bằng min có nghĩa là lấy cái min này, ví dụ cái min này, hai cái này đều bằng nhau đúng không? Thì lấy cái nào cũng được. Đó, sao cho fl bằng min này. Nếu mà cái đỉnh n đấy bằng đích thì di tân chu,
có nghĩa là nếu cái trạng thái này nó giống trạng thái đích rồi thì bảo là tìm thấy rồi. Được. Còn không thì chúng ta làm gì? Còn không thì chúng ta duyệt. Được. Và chúng ta tính lại cái FL, tính cái GL là mình tính này. Sau đó làm gì? Sau đó tính cái F à, cái H nữa, và tính F mới thì chính là bản chất chúng ta đang tính thế này. Được. Sau đó là chúng ta mở bằng mở hợp với M. Mở bằng mở hợp với M nghĩa là nhét nó vào stack. Cái này là liên quan đến việc trong bộ nhớ máy tính chúng ta thực hiện tính toán thôi, còn đây chúng ta đang làm trên giấy. Ok, thì ý tưởng của nó là như vậy. Để code được nó thì nó là cả một vấn đề, và các bạn cần phải học rất là nhiều thứ. Ok, cảm ơn các bạn.